Bé Tôm vốn là con nhóc siêu thông minh, con của một nhà siêu giàu. Chính vì vậy, cậu trở thành đối tượng nhắm đến của ba tên cướp. Nhưng chúng không biết đứa bé sẽ hành bọn chúng ra bả thế nào. Hãy để ý nhé, đứa bé đáng yêu này không hề dễ chọc vào đâu. Ba tên cướp chụp ảnh này sắp gặp thảm họa rồi. Cậu nhóc nhìn hình cái mặt lợn này sao mà quen thế. Rồi lại nhìn vào ống trước mặt, cậu nhóc bỗng nhiên cười. Sao mà nhìn giống nhau đến vậy hả? Người đàn ông vừa định ôm cậu nhóc lên, kết quả cú sút của cậu bé thật là đặc sắc. Sau đó viện lý do chụp ảnh và lừa người nhà đi. Ba người nhân cơ hội đưa cậu nhóc ra cửa sổ, cho lên ô tô và rời đi. Rồi để lại một tờ giấy với nội dung tống tiền trên bàn. Đứa trẻ đang trong tay tôi, đừng gọi cho cảnh sát đấy nhé. Giờ bọn chúng đòi tiền chuộc với giá 5 triệu đô la. Quá ra ba người đàn ông này sớm đã nhắm vào cậu nhóc. Đại ca, làm thế nào để biết sữa nóng hay nguội? Chỗ nào mẫn cảm thì thử chỗ đó thôi. Kết quả tên ngốc này. Điều này làm cho cậu nhóc vui vẻ. Trong lòng thì nghĩ mấy anh này hết thuốc chữa rồi. Vốn dĩ muốn cho cậu nhóc uống sữa đi ngủ, nhưng không ngờ bản thân lại đi ngủ trước. Cậu nhóc dẫu giờ cái lên mặt, nhưng hắn ta vẫn ngủ ngon lành. Cứ như vậy, cậu nhóc chui qua cửa sổ lên tầng thượng, nhìn thấy con chim bồ câu rồi chảy nước miếng. Không may còn rớt giả xuống ngay trên cổ đại ca. Hắn ta lại nghĩ rằng thằng đằng bên cạnh nhỏ, liền quay sang bạc tài một cái. Cuối cùng hai thằng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy xong thì hoang mang quá, vội vàng chạy lên. Mà lúc này cậu nhóc bò theo tấm gỗ muốn bắt con chim. Đại ca nhìn thấy vội vàng lao tới. Kết quả đến khi hắn còn chưa kịp tỉnh táo thì dính tiếp đòn thứ hai. Thằng đần tức giận ném tấm gỗ đi, thế là mất luôn lối đi duy nhất để bắt cậu bé. Cậu nhóc đứng dậy cười khúc khích. Ba người dìu nhau nhìn xuống dưới. Mẹ ơi, nhìn cũng khoảng 800 mét có dư. Thằng đằng nối tấm gỗ không còn nữa. Tôi điểm muốn bà, tụi mình cùng nhảy qua đó nhà. Kết quả hai thằng đệ thì nhảy qua rồi. Quay đầu nhìn lại thì không thấy đại ca đâu cả. Lúc này đại ca còn đang muốn rướn leo lên, đành chịu thôi. Ai bảo toàn thân anh nhiều quá đi. Hai thằng đệ chạy vội vàng xuống hỏi đại ca. Không sao chứ hả? Mau dậy đi bắt đứa bé này đại ca. Đúng là mệnh của bé này lớn quá. Cùng lúc này cậu bé thấy một chiếc xe. Đến khi bọn này vừa ngẩng đầu thì con nhóc đã ngồi lên xe rồi. Ba thằng này vội vàng lấy xe đuổi theo, nhưng mà lấy xe nốt quá lại bị nó rẽ sang hướng khác. Còn bé Tôm ở trên xe thì đã chui vào vỏ của một bà. Đến mãi vài giây sau, ba thằng đuổi theo tới. Một thằng mở cửa xe ra nhìn thì cậu nhóc đã sớm biến mất. Quá ra cậu nhóc đã sớm trốn vào trong túi vỏ của bà méo này. Vừa đúng lúc bị thằng đằng vô tình nhìn thấy, bà tên ngốc lại vội vã đuổi theo. Phát hiện thấy người phía sau đi theo mình, bà méo phăng luôn túi xách vào mồm đối phương. Sau đó kẹp cổ thằng đằng đấm liên hoàn vào mặt. Hãy bảo chúng mày đi theo tao chứ, cho mày biết sức mạnh của tao nè. Cậu nhóc tranh thủ ba thằng đằng bị ăn hành bò vào trong một nhà trẻ. Thế là được một cô điều dưỡng bế luôn vào sân chơi. Cái Tôm rất thông minh, chui luôn vào gầm xe một bạn nhóc, vừa được uống sữa mà lại được đẩy xe đi chơi. Không hay rằng điểm đến tiếp theo lại là Sở Tú. Cậu bé cứ thế mà băng qua đường. Bạn đã thấy cậu bé nào ngang ngược này như ngày chưa? Không may đúng lúc này đám tội phạm cũng vô tình nhìn thấy. Chúng muốn băng qua đường mà xe đâm quá mãi chẳng sang được. Không những thế còn bị bánh xe đè nát hết cả bằng chân, thất tha thất thiểu chạy qua đường. Kết quả nhảy đúng như cái hố gà này xuống. Rồi cuối cùng cũng nhìn thấy dấu chân của bé Tôm giờ đi tìm. Không ngờ rằng phía bên trong bé Tôm đã kết bạn với Kinh Công, khiến ba thằng chỉ biết cười ngây ngốc trước cửa trường thủ. Tôm còn nhận Kinh Công là anh em. Đại ca nhìn thằng đằng nói, đã tới lúc cậu phát huy hết cánh tay dài của mình rồi. Thằng đằng rướng tay kéo dây giày của bé, cố gắng kéo con nhóc về phía mình. Không may Kinh Công lại giữ dây lại. Đại ca mau cứu em, con khỉ đứng dậy tới chỗ của thằng đằng. Đàn em của tôi mà cậu dám chạm vào sao? Kết quả Kinh Công giáng xuống một đòn, xem chừng lại phải về Việt Nam mua thuốc xương khớp. Đám khỉ ở đây cũng vui quá chừng nè. Thằng đằng nhìn tay mình lắc đầu, xem chừng để rồi. Bây giờ lính được cậu, tên ngáo lên đi. Tên ngáo cầm cây chổi nhấc cậu nhóc dậy. Vào lúc hắn ta nghĩ mình thành công thì con khỉ đã kéo lại đặt cậu nhóc xuống. Một giây sau, chắc là cuối cùng vẫn phải đến đại ca ra tài. Nhân lúc cậu nhóc và Kinh Công ngủ mà kéo ra ngoài. Không may con khỉ độc động viên tỉnh giấc, túm lấy hai chân rồi dùng chiêu sư tử không đối phó với đại ca. Kinh Công lâu rồi không có đánh răng, khiến cho hắn ta ngạt thở, rồi tung chưởng một cái dở luôn hàng lỗ mồng. Lợi hại quá anh trai ơi, vỗ tay cho anh cái nè. Dưới sự bảo vệ của khí độc, ba tên ngốc chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng một lát sau cậu nhóc bò ra khỏi sở thú, cứ như vậy tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình. Trong khi ở nhà, người mẹ nhớ con thật sự chảy hết nước mắt. Còn ba thằng ngốc tiếp tục săn đuổi, đổi lấy tiền chuộc. Không ngờ một lát sau, quả thần đã nhìn thấy bé Tôm rồi. Cả ba vội vã xuống xe đuổi theo. Cậu nhóc thấy vậy liền nhanh chân bò vào trong đám cỏ. Đợi tới khi ba người hối hả bới cỏ tìm, cậu nhóc lại chui vào trong đường ống. Lúc này mới thấy đại ca thông minh một lần, bảo ba thằng chạy sang đầu bên kia đường ống. Quả nhiên bắt được cậu bé nhóc Tôm. Nhưng vừa muốn bế đi lên xe thì cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện. Thôi 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 má ơi, quay lại. Thế mà cảnh sát vẫn đi tới trước mặt ba người. Đại ca đã lấy áo khoác trùm lên người cậu nhóc. Không ngờ bé Tôm thò tay túm lấy hai trái bì ta hồ luyện in trọng công. Trong khi cảnh sát tra hỏi khiến đại ca thật sự thốn vải cả đãi. Mấy người có nhìn thấy đứa nhóc đi bắt cóc gần đây không?
Dù lúc này cũng nhóc bật quẹt lửa chỉ một như sau, để ca đã há mồm mà không dám kiền. Bé Tâm bên trong được đà lại tha hồ đúng mạnh. Cảnh sát nhìn thấy thế nên liền nghĩ đây là một tên ngốc, vậy cho nên mới quay người rồi đi. Nhưng đi thì đi luôn đi, lại còn quay lại hỏi thêm chuyện, trong khi cậu bé thì mãi không chịu thà. Ơ hay, tại sao lại có mùa thịt nướng vậy? Xem ra mùa hè sắp tới rồi, người ta nướng chim nhiều quá. Đại ca đau tới gút gân chân rồi, mà lúc này cậu nhóc nhân cơ hội bò đi khỏi. Cảnh sát đi rồi thì đại ca không thể chịu nổi nữa, ngọn lửa bắt đầu cháy lo phần phần. Hai người còn lại nhìn thấy thế dội xô hắn nằm xuống đất, rồi đạp lên con chim khốn khổ không ngừng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì xin chừng đại ca đã mất cái duy trì nội giống rồi. Thằng đằng còn vinh váo, xin tao dập tắt đám cháy giỏi chưa. Cùng lúc này cậu nhóc đã bò tới công trường, chiếc xe tải lớn cứ như vậy mà chạy qua đầu cái Tôm. Tôm cười vui vẻ tiếp tục cuộc phiêu lưu, đèo lên tấm thép phía trước để lấy miếng bánh. Để ý nhé, cậu nhóc này đang ngồi lên miếng thép ăn bánh donut. Một giây sau miếng thép được nâng lên cao. Trời ơi, thằng đằng nhìn thấy mà hoảng sợ. Bà Tinh ngốc vội vàng đi thang máy đuổi theo. Nhìn cảnh này đúng là sợ hết cả gầy ốc. Lên đến nơi ba người nhìn xuống dưới, xích chút nữa là tè ra quần rồi. Hãy thấy mà cậu nhóc vẫn chơi vô cùng vui vẻ. Cảnh sát vừa mới lên đã bị thằng đằng đẩy xuống, nhưng không ngờ miếng thép mất đi cân bằng, cậu nhóc cái thế được theo thanh sắt được xuống dưới, miếng đất rất an toàn. Còn thằng đằng thì bị treo lơ lửng giữa không trung, mà cánh tay thì đã sắp tuột. Đại ca còn ép tinh ngáo ra cứu, kết quả cả hai đều bị treo lơ lửng, cuối cùng không chịu được nữa mà rơi bốn nước xuống. May mà miếng gỗ còn đỡ được hắn ta. Tinh ngáo vừa ngồi dậy còn chưa hiểu chuyện gì, xem chừng lần này đi tông hai hồng trứng cút rồi. Sau đó tiếp tục lại rơi vào thùng xi măng. Thằng đằng này thì cứu được rồi, nhưng đại ca lại bảo hắn nhảy lên thang máy. Thằng đằng nhảy xuống chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, cứ tưởng rằng ngon, ai ngờ một giây sau thì ngã ngựa, vừa mới trở mình định vào trong. Còn chưa kịp tỉnh hồn thì thang máy lại đi lên trên. Thằng đằng quay một vòng 360 độ rồi ngồi lên xe đẩy. Khi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, kết quả lao bốn nó ra ngoài rơi xuống. May mà rơi trúng là phần lát nên còn sống. Lúc này đại ca đã tìm thấy cậu nhóc, cậu bé cười nhẹ rồi bỏ đi. Đại ca tự tin bước tới, lại không ai giảm nước giải của cậu bé rồi trượt ngã. Cái mũ bay lên trời rơi xuống đập vào đầu đại ca. Đại ca đau đớn đập tấm gỗ kêu gào. Cậu nhóc nhìn vậy mà lắc đầu, tên này đúng là hết cứu nổi. Đại ca làm khờm tìm gì đấy ngồi dậy, ai ngờ lại nắm phải dây nút khởi động của máy trộn. Một giây sau nó đổ xuống người hắn ta, thật đúng là thảm quá chừng. Trời ơi, sao lại bất công với tôi như vậy? Vì sao bao nhiêu lần tao vẫn mãi thua mày hả nhau? Đại ca cây cố quyết tâm phải đuổi bắt bằng được bé Tôm. Đúng lúc này thang máy vận chuyển hạ xuống, cậu nhóc cứ thế mà trèo lên trên. Đại ca nhìn thấy cậu nhóc sắp bất được lại chạy thoát ngay trước mắt mình, phải nói rằng tức tới nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy móc cần cẩu, nhất thời đại ca nảy ra ý tưởng nhảy qua bấm lên cái dây. Và đúng lúc tới giờ tan làm rồi, xem ra tan làm đúng giờ ở đâu cũng là điều tốt. Lúc này cậu nhóc đã tiếp đất an toàn, đại ca chỉ có thể nhìn cậu nhóc bò đi. Còn mình thì bị treo cả buổi tối, mãi về sau hai thằng đệ khốn khổ cũng tìm thấy hắn ta. Khi này ở nhà cảnh sát báo cáo, nhiều người tìm thấy cậu bé. Quả nhiên nó đúng theo cuốn truyện tranh mà cậu bé hay được kể. Ngay lập tức cậu hầu gái đón được điểm dừng kế tiếp, bởi theo cuốn truyện thì nó sẽ đến tìm gặp cựu tổng thống Hoa Kỳ. Và thực sự cậu bé đã bò tới đó thật. Cậu bé vào trong gặp các ông già, khiến các ông vui vẻ cười sảng khoái. Cuối cùng gia đình bố mẹ cũng đã tới nơi, vào bên trong thấy các ông đang hát chúc mừng Giáng sinh tới cậu bé. Thật đúng là một đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc vô bờ. Trên đường về, cậu bé nhất định chỉ tay về phía cái đồng hồ. Bất chợt bố mẹ cậu bé hiểu ra đó chính là nơi cư trú của đám bắt cóc. Cảnh sát lập tức quay xe đến địa điểm này, rất dễ dàng tính gọn ba tên bắt cóc tống tiền ngăn đuổi, vì không may động phải cậu bé quá thông minh. Bộ phim đến đây là hết rồi, nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.